chị yêu em sẽ ngon hai giọt là nó lên bột dữ lắm. Dạ, chỉ đây hai giọt thôi đâu cần nhiều đâu. Cũng làm dữ lắm. Ờ, làm sao mà đúng quýt sao nửa chừng thì em có cái nã luôn nha. Nó 5 chuỗi hả? Lấy gì? Lấy gì? Lấy gì? Cái này đánh bọt lên. Ờ, đánh bọt lên. Chị bơ mê mê cho cái nút lên. Cái nâng được lên không? Đi chẳng. Thế mình được không? Chị không rượu gì em lấy ra rượu cho chị uống. Chị bông cái bông quá. Thì ngày đầu tiên để khoảng 2 giờ. Chị bỏ cho chị. Cắt da được người nhỏ thôi. Rồi là chạy chân. Dạ. Nó muốn anh sẽ để xong cái video khoảng có 5 phút rồi mấy chị mà quên á, coi lại thôi nếu bây giờ cái gì. Bỏ ra luôn 2 giờ nữa chị. 1 cân chứ. Cái này là đồ tẩy da chết. So chị bỏ cái này thì nó khá là giỏ chó, là Conishell á. Thì nó sẽ exfoliate cái da. Chỉ cần chút xíu thôi, không cần gì đâu. Cái này bỏ không nhiều á, tại vì nó làm một cái gì. À, chị để cho chị mà sao trên khách. Chị làm này á, chị có thể bán cho khách được ha. Mình giải quyết tại nhà. Dạ. Mình sẽ sell cho khách khác ở nhà. Tại vì mình không có cho chị thêm tiền. Mình muốn nhà mỗi cho mình bán thế ạ. Rồi, cứ hát được kiếm ra cũng được 300. Cứ hát được sản phẩm được 3. Mình chai có thể cũng cho thêm 3 đồng. Dạ. Mình lấy cái ngày nay mình tiền cát tại nhà cha chỉ có thể xài cho người mình, tại da mình nó mỗi 21 ngày nó thay thay da cái skin của mình, mà chị exfoliate nó làm cho da mình nó rất là mịn sáng. Chút nữa em làm cho mình xong mới chị thay cái skin này á, nó sáng hơn cái hai cái vòng da nó rất là tốt. Cái này những sản phẩm chị xài đi cho bạn em á thì nó có thêm con. Cái này nó dùng nó rất ơn, nó rất là hợp với da mình. Nó không có lại chị hay hôm nay tay á, nó cũng rất là giúp cho da mình. Nó sẽ là của mình đó. Rút chân dài, rút chân dài. Không, cũng là đẹp. Chị như bạn đó, bà làm tới cái gì mà đây mình hả? Dạ, đây mình. Mà bà làm tới đây mình rồi, biết sao bà này ở tiệm đúng á. Chị là đẹp luôn em. Mỗi người có cái lý do nên là gia đình ta lỡ được nhiều cũng không được. Chắc là làm thời gian hay sao nhưng mà sao bỏ không? Dạ. Cái đầu chỉ làm cũng thấy lắm á. Cũng sai lắm. Dạ. Và chị em là người những người đi Việt Nam á, tạo 92% nhà 95% nhà Việt Nam là những chân của chị em. Nhưng mà cái này thì nó biết là cho họ tăng yên tâm, cho họ tăng cao cao lên nhiều. Chị nào trên đây có một phòng quay trò? Không, chị. Dạ, chứ người em chỉ cho chị là những cái máy đó, mình xài. Cái này là chị xài. And I will send you some video chat. Yeah. You can send to Tom so they can watch some of the time. Okay. Is it of you doing it? Is it of you? I have a lot of different video of the people doing it too. I sent them the one that Jenny did. Jenny. Mm-hmm. Cái này là
khi mà làm xong mình cắt dao thì họ không hết cái phần nước. Lên cái nước này ra ha. Dạ. Tôi lên bỏ nước này ra ha. Dạ. Bỏ nước này, bây giờ bỏ xuống lên nữa. Thì nó có là natural mix. Thì lúc mà chị làm cái này xong cho khách đó, cái này là những cái sản phẩm này chị để sau là để luôn cho nó thấm vô da vậy đó, cho tốt da chứ không có cần chùi đi đâu. Dạ không cần. Vậy là mình mạnh, nếu mà mình có massage là mình phải massage trước khi mình làm những cái này. Dạ nếu cái này mình dùng để massage luôn đó. Massage. Dạ. Chưa một tí xíu gì thôi mà chị làm xong nó giúp một cách dài xài được cho luôn hết mọi người luôn. Thì nó làm cho chị xài xong á, chút nữa chị có thể nói cho những mấy chị ở đây, những anh chị ở đây nghe là nói chung mình có thể nó mát á, khách mà bước xuống là được cái thấy khác biệt liền à. Mùi bạc hà. Dạ mùi bạc hà nè. Đồ của Nu Skin nó rất là good, tại nó có rất là nhiều khoa học chế tạo ra những cái sản phẩm này. Có hơn 125 khoa học gia rất là giỏi, nhưng những nhà ông này cũng làm thuốc người Thai rồi như vậy, kiểu như chất đề kháng. Tại sao chất đề kháng trong người mình là rất là quan trọng? Vì tại những cái sản phẩm mấy chị anh chị xài trên thị trường đó, nó làm ra thôi, nó không có cái chất lượng trong đó. Như cái này chị xài chứ mình chỉ thấy nó the mà người ta đi thấy nhẹ cái chân liền ha, chị để lên. Còn cái này nó gọi là fire walker, nhưng mấy người mình đi bộ nhiều á. Giờ các bạn chân tôi tí xíu nha. Trên cái lòng bàn chân thôi. Khu Mỹ mình có thể bán 30 ha. Ở cái này chị xài trong vòng 7 ngày là nó kêu rất là thấy cái chân nứt chai chân. Chị làm có nứt chân á, xài thử đi biết. Chị mua chai về chị xài á, chị bán cho khách nó mạnh hơn. Cho mình nói á, cái miệng nó mạnh hơn, mình biết là cái sản phẩm này rất là tốt. Bán giá vốn thì vậy không? Thì mấy chị vừa mua giá vốn thì ông chủ bán giá vốn thì chị về chị xài. Mấy thằng bán hết 1 đồng thì bán hết 1 đồng thôi. Thì chị bán ra là mà thường giá nó cũng không có. Chị để một tí xíu cho tao ha. Chứ mình đốt chị để ra. Chị xài cái này mà khách mà bị nứt chân á, xài 1 ngày 2 ngày là thấy rồi, 7 ngày là đỡ. 2 ngày đầu là thấy rồi. Thấy rồi, chị biết nha. She know a lot. She used to work for a nail salon that do nha, mua lâu rồi. Chị xài hả? Chị thấy khi nào nứt thì xài, còn những khi làm biếng cái mua xài. She said she will use it, works for her. Em bé là bán bán một trái. Bán hả? Bán hôm nay bán bán được. Xài được. Bền, không? Nứt tay cũng được luôn. Chị bán cá. À, bà chị em hiện nay đi ra đi ra chợ 18 gánh nhiều bị chai tay sức phần nó hết luôn á. Dạ. Cái chai này thì mình xài qua. Dạ. Thì chị muốn mà so thêm á thì mấy đây có body butter này. Thì chị làm manicure cho khách á. Nào tay á, chị xích cho khách rồi mà so tay khách cái là nó sẽ mua một cái liền. Cái này á hả? Dạ. Cái tay. Dạ. Chị xài thử đi. Cái này á, em là em Nu Skin á. Nếu mà em không bao giờ làm Nu Skin nữa, một sản phẩm em không, em phải, em ghiền luôn á. Nó không có, nó, những cái sản phẩm của Nu Skin là water base, nó không có oil, nó không có. Những cái đồ mà chị mua ở Victoria's Secret á, nó dính. Cái này mua khoảng 20 mấy đồng.
Giờ có giá thì em đi cho chị hết. Thì cái này chị có thể để tí xíu cho khách rồi massage. Cái này dán cho em ba chị xích vô, nhưng mà cái này trên chân mình nó bắt mượt đẹp lắm mà nó không bị dính. Nhưng mà cái dầu ở đây nó không có bị dính nữa. Chị mang lên đây nó bị dính gì vậy? Chị xài cái loại mà thay xí hay là bát gì để mà có nước vô nó mì nhìn vô nó chắc mình lên. Dạ. Nó có mượt da nhưng mà nó không bị dính. Dính sao khác lúc không phải bị nhờn giống như mấy cái. Dạ, nó giữ cái độ ẩm mà, nó giữ cái độ ẩm với chị. Mà nó không có bị khô đi nhiều. Em cũng biết cái để làm vậy thì gọi nha. Sữa. Nó như là sữa tắm như phải da chết. Rồi em cũng nói với là anh Thông là anh chị có thể làm một cái dịch vụ gọi là mini facial. Mini facial là nó là express facial. Mỗi lần facial chỉ làm 1 tiếng thôi. Chỉ đầu tiếng thôi. Ở trong phòng không muốn cái dịch vụ làm 1 tiếng. Chị có thể làm một cái facial ở trên ghế trong vòng có nửa tiếng thôi. Mà có thể lấy khách lên băng sữa. Thì trước khi mình làm chân á, mình có thể làm rửa mặt cho khách ha. Chị có thể em làm cho ai coi rửa mặt xong rồi đắp mặt nạ thôi. Dạ, đắp mặt nạ thôi thì chị rất là giỏi, chi biết về. Thì chị thấy đây, hồi xưa người ta có làm ở tiệm kia không, có làm mặt nạ thì trong thì giống như là để làm lúc người ta đi và đắp ở đây nè, làm ngay ghế luôn. Dạ, mình rửa mặt xong rồi mình chỉ đắp mặt nạ vô. Đắp mặt nạ xong rồi lúc đó mình làm chân xong rồi mình lên mình rửa lại mình nước xong mình xem lại da mình mặt bằng xong rồi mình chùi cái mặt nạ ra mình bỏ cái mặt xoay thì mặt xoay nó năm nước thôi chị, 35 đồng cho cái mặt đó mà 55 đồng tùy chị. Cứ còn mà chạy cái máy nó gì chạy cái máy mấy gì chạy cái máy này chị có thể vô phòng chạy máy là mấy cái nào chụp quá. Dạ, chị máy có lấy mắt hơn 55-65 cái tuổi chuẩn. Dạ, từ 55-65 cái tuổi chuẩn. Thì mấy tụi em có men nhiều hết, 55-65 là đẹp, 25-35 thì là không bao nhiêu. Chạy máy cũng hết bao nhiêu tuổi. Chạy máy là gần hết 15 phút hơn rồi. Thì thôi, chị bắt mặt xa. Nhưng mà trong cái ghế chị có thể mời khách. À, em sẽ nói với Thông là anh để cái hình như là cái mấy cái chữ như vậy này để là mình đi thuê sổ 35 đồng Mỹ ba thích chứ, tại cái gì mà trên 50 đồng người ta thấy mất tiền mà dưới 50 đồng người ta chịu bỏ tiền ra người ta hết.